Hello, chào các bạn. Các bạn khỏe không ạ? Hôm nay gia đình nhỏ Bích Ngọc giới thiệu với các bạn là cái món xôi khúc. Để làm cái món xôi khúc này thì mình có đậu xanh này các bạn, với thịt heo xay. Và đây là cái lá cải xôi đấy các bạn, cải xôi ấy. Thì cái lá này mình sẽ rửa sạch ha. Rồi mình nấu nước sôi nó lên là mình trụng sơ nó đi. Sau đó mình cắt nhỏ, mình bỏ vào trong cái máy khoai sinh tố đó các bạn. Mình xay, mình lọc lấy nước ha. Thì mình xay, mình lọc lấy nước rồi á, thì ở đây đó là mình dùng là ba, mình làm với ba bột vịt nếp các bạn. Bột nếp nè. Đó thì cái nước mà để cái nước cải xoay này nè, mình sẽ nấu nước sôi đó, mình đổ vô cho nó nóng này các bạn nha. Mình đổ vào cái nước cải xôi cho nó nóng xong rồi mình mới nặn mà mình mới trộn bột, tại vì cái bột nếp này mình phải trộn nóng rồi các bạn, trộn bằng nước nóng á. Thì khi mà nó sệt sệt như vậy là được rồi này các bạn này. Sau đó thì mình sẽ cái nếp này nè mình rửa sạch rồi mình bỏ vô một muỗng muối mình sắc lên, mình để ráo nước ha. Thì mình sẽ để một lớp gạo nếp này các bạn ở dưới đáy ha. Chính giữa này thì mình để cho nó, mình đàn nếp ra để cho nó trông các bạn ha, để cho cái hơi nó bốc lên. Sau đó mình sẽ đi nặn bánh nè. Mình nặn bánh rồi mình bỏ nhân vô là mình hấp thôi các bạn. Mà mình không biết chuyên nghiệp gì đâu, mình làm ở nhà ăn thôi nè. Bắt trước là mình làm để nhà ăn thôi. Tự nhiên thích ăn cái món xôi khúc này cho nên hôm nay mình bày ra mình làm. Rồi mình bỏ vào đây nha các bạn ha, bỏ vào trong cái gạo mình lăn. Cái thịt heo xay đó các bạn, mình sẽ đánh cho nó tơi ra, xong mình quết đó các bạn, cho tơi ra mình nêm vào là tiêu nè ha, rồi bột nêm, rồi muối, mình dùng muối à, mình không có bỏ nước mắm các bạn ơi. Xong rồi mình bỏ vô ít hành tỏi băm đó, hành tỏi, rồi bắt đầu mình trộn nó lên. Bỏ một chút đường vô đến đây các bạn, đường, muối, tiêu, bột nêm. Xong rồi mình sẽ đem đi xào các bạn. Mình phi, mình bỏ cái chảo ăn lên, mình bỏ vô khoảng một muỗng rưỡi dầu ăn, rồi mình thì nãy giờ mình quên một cái là mình nói tới dầu ăn mình mới nhớ là mình chưa có đổ dầu ăn lên trong cái bột nếp. Nãy giờ mình nói rồi mình mới nhớ, bây giờ mình mới nhớ các bạn ơi. Mình phải bỏ dầu ăn vô bột nếp nha các bạn. Ở đây đó mình là ba bịch bột nếp thì mình sẽ dùng là 22 muỗng dầu ăn này nha các bạn nhé. Nói với dầu ăn cái giờ mình tự nhiên mình mới nhớ, không có chuyên nghiệp cho nên là mình làm bếp đó, mình làm nấu thức ăn để nhà cho gia đình ăn để cho vui, chứ mình không có phải là chuyên nghiệp gì. Khi mà làm rồi cái mình quay clip để các bạn cùng
vào bếp với mình thôi, thưởng thức cái món của mình nấu. Cái rau cải ra xôi này đó các bạn, nếu mà các bạn là làm cho nó đặc á, phải là làm thêm đậm một chút nữa là cái màu nó sẽ xanh đậm lên ấy, lại càng đẹp hơn nữa. Ở đây thì hôm nay mình làm nó hơi bị lợt này, màu nó hơi bị lợt. Mình làm với lại rau cải cúc cũng được đó các bạn. Rau cải cúc thì mình cũng rửa rồi mình xay nó ra các bạn. Xay ra rồi mình lấy nước mình nhồi với cái bột này. Các bạn biết không, ở nước ngoài như mình vậy nè, nhớ thích và nhớ những cái món ăn ở Việt Nam lắm các bạn. Mở cửa. Cho nên những món ăn Việt Nam này thì những người mà sống xa xứ như gia đình mình thì hay làm nên là đi mua ở ngoài đấy các bạn. Mua ở ngoài cũng có nhưng mà mình làm ở nhà mình nấu nó nóng nó ngon hơn. Nhưng mà những thức ăn Việt Nam á, thì nếu mà mình mua ở ngoài chợ hay là ở nhà thờ cũng có làm các bạn, nhưng mà chỉ vào ngày cuối tuần thôi chứ ngày thường thì không có nhiều cái món thức ăn Việt Nam mà nấu sẵn. Nếu mà mình muốn ăn cái ăn Việt Nam thì phở, bún bò này kia đó thì mình phải ra nhà hàng. Ngày thường mới có. Thì ngoài nhà hàng thì họ có những cái món như ở tiểu bang mình thì chỉ có phải là cơm tấm hoặc là những món ăn như gỏi cuốn này kia thì nhiều, chứ còn xôi này kia, chè này kia thì cũng không có nhiều như là những ở tiểu bang Nga cái xịt là Cali đâu các bạn. Mình đã làm thì xong rồi là mình bỏ vô cái rổ bếp này nè các bạn ha. Xong bắt đầu mình đan cho gạo nó dính vô. Rồi mình bỏ vô chỗ là mình đem đi hấp thôi. Cái món này cũng dễ làm lắm các bạn ha. Không có khó, chỉ mất công chút thôi.
mình bỏ hai múc dầu rồi. Mình thấy nó cũng có nó cũng chưa được, cho nên mình xem chút nữa. Xem chút nữa cho nó vượt, nó vượt cái đậm chứ. Mình cứ bỏ cái cục lên này các bạn, ở chính giữa là mình lăn cái bột cho nó tròn lại là được các bạn. Tự nhiên hôm nay á thèm món sư khúc. Gà quá thì cảm bếp mình ngâm qua đêm các bạn. Và khi mà mình ngâm rồi để mình đem đi nấu thì các bạn đừng có vo nữa nha. Tại vì trước khi ngâm là mình đã vo rồi. Cho nên khi mà bắt tay vào nấu mình đừng có vo gạo nữa. Mình chỉ xả cái nước nó đi thôi. Rồi là nấu cho các bạn. Thế là nếu mà các bạn to nữa thì cái nếp nó sẽ bị nát. À, cái nhân á, thì các bạn nêm nếm thì nó đậm đà chút nha các bạn nha. Thì cái xôi nó sẽ không có bị lạc. Cái lại nếp á, nếp thì mình cũng cho vào, như cái rổ này mình cũng cho vào một muỗng muối đó các bạn. Rồi mình sắp đều nó lên. Như vậy mà khi mà mình hấp xôi xong đó, mình ăn cái miếng xôi cốt nó đậm đà nó ngon.
Rồi, bây giờ mình sẽ lăn qua gạo ha. Rồi lăn qua bột bếp, gạo nếp đó các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ xếp vô đây. Ở Việt Nam mình hồi xưa đó thì nhớ là ta cứ nấu xôi khúc này bằng bằng cái rau cải cúc đó các bạn. À, bây giờ thì lại có cái xôi khúc mà làm bằng rau cải xôi này các bạn biết không, cái màu xanh đó. À, cái màu của nó đẹp hơn là cái rau cải cúc, nhưng mà cái mình nghĩ là cái mùi rau cải cúc thì chắc là nó ngon hơn là cái rau dền này, cái rau cải xoăn này. Sau đó mình sẽ cho thêm một lớp gạo lên trên nha các bạn nha. Đó, mình bỏ thêm một lớp gạo lên trên. Rồi, bây giờ mình đem đi hấp thôi. Ở đây mình đã có sẵn một cái xửng này, cái xửng hấp này. Thì mình cứ chờ cho mình là chờ cho cái xửng đầu tiên nó chín nè các bạn ha. Rồi trong thời gian thì chờ cho cái xửng đầu tiên nó chín thì mình sẽ tiếp tục và nặn thêm mắm. Trước khi mà mình bỏ mắm vào đây đó thì mình sẽ đổ gạo vào cái đáy xửng trước ha các bạn ha. Để một lớp gạo nếp ở dưới đáy.
Bây giờ mình tiếp tục nặn thêm cái sừng thứ hai nữa nha các bạn. Các bạn biết không, nếu mà ở bên Mỹ này đó, sống ở mấy cái tiểu bang lớn đó các bạn, thì đồ ăn Việt Nam á hả, không thiếu gì đâu, mà cũng rẻ nữa. Còn như ở cái tiểu bang nhỏ như mình nè, thì đồ ăn Việt Nam cũng có, nhưng mà không có phong phú, không có nhiều bằng mấy cái tiểu bang lớn đâu các bạn. Bên này trái cây thì phải nói là ở Florida, Cali hay là Texas. Còn xứ lạnh của mình thì chỉ trồng được có táo nè, trái lê nè, hay là cherry đó các bạn, rồi dâu. Nhưng mà những cái trái cây như là miền nhiệt đới của mình đó, cam, quýt thì kia đó, thì ở tiểu bang của mình không có trồng được. Chanh rồi đó không có trồng được các bạn, tại vì lạnh lắm. Tiểu bang mình là tiểu bang tuyết mà, có tuyết mà. Mấy ngày nay các bạn biết không, ở bên ngoài hả, nó rơi á hả, phải nói là qua cái đầu gối của mình luôn á. Nó đóng á các bạn, tuyết mà nó rơi xuống thì nó đóng á, nó dài như vậy đó. Tại vì nó cứ rơi liên tục, nó ngưng được một hai ngày tuyết chưa tan hết nó lại rơi tiếp. Mình qua từ ngày qua Mỹ giờ là mình chỉ có ở tiểu bang này thôi, chứ không có đi đâu hết các bạn ơi. Hai mươi mấy năm rồi á, 28 năm rồi là chỉ ở đây thôi, không có đi đâu hết. Có mùa hè thì các con mình á, nó chở đi chơi các tiểu bang khác cho biết. Ở bên tiểu bang mình thì hãng xưởng thì rất là nhiều. Thành ra công ăn việc làm cũng ok lắm. Không có khó mà để kiếm được một công việc làm đó các bạn. Tiểu bang mình dễ kiếm việc lắm. Hãng xưởng nhiều rồi. Chợ Việt Nam cũng có 5-6 cái chợ Việt Nam rồi. Rồi nhà hàng nữa. Mình có thể đi
apply để mà ra tính tiền ở ngoài cái chợ của Mỹ đó các bạn, như Walmart nè, Costco nè, chợ Sam nè, Target nè, nhiều lắm các bạn. Best Buy này kia đó mình cũng có thể apply đó để mình đứng bán hàng. Chắc ra mình phải thêm vô một ít dầu ở trong cái bột. Lâu rồi đấy các bạn, mình không có làm sơ cút. Hôm nay tự nhiên thèm sơ cút và bày ra làm. Ở bên tiểu bang của mình đấy các bạn biết không, nó có 4 mùa rõ rệt. Mùa xuân nè, mùa hạ nè, mùa thu, mùa đông thì khỏi nói luôn các bạn ơi, tuyết quá trình tuyết luôn. Còn mùa hè thì nóng quá trình nóng, có ngày các bạn biết không, có ngày cao điểm lên cả 100 độ đó các bạn. Còn thường thường thì là 80 độ, 70 độ, 80 độ. Rồi nóng thì cũng 90 độ. Vào cái tháng hè đó các bạn, cao điểm nhất là cái tháng 7, tháng 8. Bây giờ mình rỉ ra mình khoai cái nồi này các bạn. Coi tivi thì mở, đừng có mở phía. Cái thánh lầm này đó mình lập biến ra đường lắm, tối ngày ở nhà không à, với lại cái mùa này nữa cho nên nó ở trong nhà miết à. Biết không, tiểu bang của mình á thì có hãng điện nhiều nè, hãng thịt nè, hãng thịt bò, thịt heo, hot dog, thịt gà.
những cái hãng mà làm về băng đó các bạn, mấy cái thép cái băng đó nhiều lắm, làm về xe cũng vô, rồi làm về xe hơi đó các bạn. Những cái phụ tùng của xe hơi, rồi tủ lạnh, mấy cái tủ lạnh nhỏ, rồi những cái xe cho những người mà cho những người tàn tật đó các bạn. Hãng mình ở cho ở tiểu bang mình nó có nhiều hãng xưởng lắm, nhiều công ăn việc làm. Ngày đầu tiên mà tới nước Mỹ các bạn biết không, bỡ ngỡ lắm, gì nó cũng lạ lắm. Mà cái năm mà mình mới qua ở đây ít người Việt lắm các bạn. Buồn lắm, mà mới qua buồn, mà tại cái gì cũng bỡ ngỡ là xe cộ, rồi đường xá, rồi ngôn ngữ, rồi nhiều lắm, nhiều thứ trở ngại lắm các bạn. Cũng phải mất 1-2 năm thì mới đỡ được. Thời gian mới qua là cứ đi học tiếng Anh thôi các bạn. Đi xuống downtown á. Xuống downtown học tiếng Anh đó, người ta dạy free các bạn, không có đóng tiền, không có phải tốn tiền. Nhưng mà khi mình xuống dưới downtown á thì những cái chỗ đậu xe đó nó rất là khó kiếm, chỗ đậu xe nó hơi bị khó, tại vì ở downtown là lúc nào cũng chật hết à. À, cũng có nhiều cái vui lắm. Mình đi học á các bạn biết không, nhiều người, cũng nhiều người Việt như mình nè, đi mình đi vô lớp thì mình gặp cũng nhiều người Việt như mình, đi học tiếng Anh cũng nhiều lắm. Thì có những cái hội từ thiện đó các bạn, hội của người Á Châu nè đó, giúp đỡ mình để mình đi học, người ta dạy mình điền đơn xin việc làm, xong rồi người ta sẽ dẫn mình đi vào những cái nhà hàng đó các bạn đó, để cho coi cái công việc làm như thế nào, rồi dẫn mình đi vô mấy cái viện bảo tàng để coi tham quan này kia đó, rồi mấy cái trường đại học nữa các bạn. Cái thời gian mà đi học tiếng Anh cũng vui lắm. Sau đó đi làm thì rồi thôi đó, là các bạn biết không, đi làm là coi như mình làm 8 tiếng cái gì. Nếu mà mình làm từ buổi sáng thì mình phải dậy từ 5 giờ sáng các bạn ơi. Nếu mà làm ca sáng thì phải dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn rồi kia, rồi vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo, rồi cơm nước mang theo. Thì tới hãng là 7 giờ là bắt đầu làm các bạn, nhưng mà 5 giờ ở nhà mình nó phải dậy. Đó là tiểu bang mình đó nha, đi làm gần đó, chứ còn là những cái tiểu bang lớn mà phải đi làm xa đó các bạn. Và có nhiều khi á, chạy xe cả tiếng đồng hồ đó mới tới chỗ làm á các bạn. Thì lại phải dậy sớm hơn nữa. Các bạn biết không, sau đó thì về nhà 3 rưỡi mà ra về nhà là 4 giờ rồi. Và về nhà là mệt rồi ha. Rồi bắt đầu
vệ sinh cá nhân xong là đi đi nằm nằm ngủ các bạn ơi, ngủ một giấc hay là nằm nghỉ chút cho nó khỏe người đã, mấy tiếng hai ba tiếng gì đó, sau đó mới dậy làm đồ ăn, nấu nướng rồi là sáng mai lại sắp chọn đi đi làm tiếp. Một ngày ở bên Mỹ này là vậy đó các bạn. Vậy mà có người đó họ làm tới 2 job đó các bạn ơi, coi như là không thấy mặt trời luôn. Người họ có người họ họ hay ghê đó, họ làm tới 2 job luôn á. Mà người Việt Nam mình là chịu cày á, đúng không các bạn? Chịu cày lắm. Qua đây á, overtime cỡ nào cũng làm hết á. Với cái thời gian mình đi đó thì qua bên này á, thì cũng có cái tâm trạng là qua đây làm rồi phải giúp đỡ người thân ở của mình ở bên Việt Nam nữa đó các bạn, cho nên nó chịu cày lắm. Làm có như các bạn thấy không, làm 8 tiếng mà làm 2 gió mà không có thấy mặt trời đâu hết, mà cái giờ mà ngủ cũng không có. Mình đó thì mình không có làm 2 tiếng nhưng mà cũng có thời gian mình làm một job dưới các bạn, coi như làm một job full time còn một job part time, có thời gian mình làm job dưới luôn. Và đã thấy là đừ hết cả người rồi đó, mà có người họ làm 2 job luôn đó các bạn, họ làm hai job full time luôn, mới ghê. Rồi bây giờ mình lấy xong rồi mình sẽ lăn qua cái gạo thôi các bạn ha. Lăn qua cái gạo nếp xong mình xếp vô cái xửng. Để trước mấy mình đem đi hấp. Mình nghĩ là chắc dư cái nhân nó bị dư rồi nè. Hết bột rồi. Còn một ít bột nữa đây nè. Bây giờ mình coi cho nó được chưa các bạn. Thấy chỗ xôi của mình hết mà mình để chắc được rồi các bạn ha. Ok rồi nè.
cái mùi nó thơm thơm cái mùi xương cút kia. Nóng quá các bạn. Cái dĩa xương cút của mình nè các bạn. Giờ mình rắc thêm miếng hành phi vô để mà ngon. Hấp dẫn luôn. Đây, cái dĩa sơ cúc của mình đây. Các bạn thấy hấp dẫn không các bạn? Làm thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà được một dĩa sơ cúc rất là ngon. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Thôi, tới đây thì mình xin video cũng hơi dài rồi, mình xin tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn có những ngày cuối năm thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye các bạn.